Cô Tiết Long hoan hỷ cho tôi biết cái sự tương đồng giữa cô nói một cách khái quát. Cô nói một cách khái quát là cái sự tương đồng giữa Thất Giác Chi rồi Bát Chánh Đạo rồi Ngũ Căn Ngũ Lực cho tôi được. Rồi cái đó là tôi họ tôi đề nghị cô tìm cho tôi cái sự tương đồng nó như thế này. Sự tương đồng giữa các cái nhóm chi pháp trong giác phần hôm trước đó, nếu ai đó hỏi mình cứ trả lời đơn giản thế này: ta có thể bắt gặp ngũ quyền trong Bát Chánh Đạo, ta có thể bắt gặp Bát Chánh Đạo trong Thất Giác Chi, ta có thể bắt gặp được Thất Giác Chi trong Ngũ Lực, và ta có thể bắt gặp Ngũ Lực trong Tứ Niệm Xứ. Các vị nghe kịp không? Đó chính là sự tương đồng của 37 pháp Trạ Bồ Đề. Cô Liên, cô đếm, cô đếm cho tôi được bao, cô cộng làm sao mà nó ra 37 pháp Trạ Bồ Đề? Cộng riết hỏi ra 27 37. Học cao quá cái nó quên cái là cộng được gì này. Cô Loan, Tứ Nghĩa Túc, cô có thể giải thích cho tôi nghe Tứ Nghĩa Túc được không hả? Cô Cúc, nãy tôi biết vậy, mấy người mà không học bài tôi cho tôi nhờ đi rửa chén bảo đảm rồi, một đống chén với kìa, tôi ớn muốn chết luôn. Cái cô mà ngồi bìa có tên gì quên mất tiêu rồi. Dạ? Cô quên nữa. Rồi cô Thủy, đợi giờ này cũng còn cấm cuối, cô làm gì cũng xiên lắm vậy. Có thể cô đó, tôi nhìn cô mà chứ làm sao mà nó lạc đạn ra làm sao trúng cái cô kia được, bắn ai trúng đó thôi. Cô á, nó rồi tôi hỏi gì tôi quên mất tiêu rồi. Cô Thừa, Tứ Nhi Túc mà Tứ Quan Nghi hả? Hay cho Khanh, giỏi cho Khanh. Cô Tiết Long, làm gì có vụ đó. Có đúng vậy hay không? Có đúng là chưa phải không? Rồi như vậy thì mình bèn chép vào. Mà đây là một hiện tượng rất là lạ, một hiện tượng thế kỷ. Tại sao mà nó thiếu mà cả lớp im lặng là sao? Không ai thử chứ kỹ đó. Rồi chép bài, hỏi chép tiếp á. Cái này chép chứ phải nốt nha. Các vị đọc cho tôi nghe một câu cuối của nó hôm trước mình chép đi. Từng bộ phận giác phần, từng bộ phận giác phần. Tại sao gọi là giác phần các vị biết không? Giác phần tức là những cái yếu tố mà dẫn đến giác ngộ, thì những cái pháp đó được gọi là giác phần. Hoặc là 37 pháp trợ bồ đề, hoặc là 37 pháp bồ đề phần, hay là 37 giác phần là cũng là vậy. Là nhớ nè, 37 pháp trợ bồ đề cũng là nó, 37 bồ đề phần cũng là nó, mà 37 pháp trợ bồ đề rồi bồ đề phần rồi giác phần, ba tên gọi đó thì đều cùng nghĩa với nhau nè. Thì từng bộ phận của từng bộ phận giác phận là cái gì? Ví dụ như Thất Giác Chi là một bộ phận phải không? Dạ. Nhưng mà hôm đó mình đã học về cái quy luật tương tức rồi. Tương tức là sao ạ? Cô Hiếu, cô gì mà cầm viết xanh mà cấm cuối xuyên học quá nè, cái cô gì nè,
Không luôn. Của tên chi? Trời. Mà tôi rất lấy làm tiếc là tại sao mà cái lớp của mình mà học bài mà càng lúc mà nó đã ép dưới rồi ta. Kỳ vậy. Tôi rất là buồn, tôi nói thật rất là buồn. Về học thờ là nó buồn. Tôi hỏi cái gì tôi quên rồi. Tương tức là gì? Tương tức lòng. Trời ơi, đây có lẽ tương giao vô nè. Chứ chỉ nghe nó mùi mẫn vậy. Tương tức có nghĩa là cái này với cái kia có thể hoán vị cho nhau. Cái này là cái kia và cái kia chính là cái này. Thì ta gọi là tương tức. Như vậy thôi. Tôi còn nhớ ngày xưa ở Việt Nam, tôi có quen một cái học sinh, một ông học sinh của trường Santa Pe cũ. Ở đây chắc các vị ở Sài Gòn biết trường Santa Pe mà. Santa Pe rồi Nguyễn Bá Tổng rồi Marie Curie đó. Một ngày kia thì cái người kể tôi nghe đó là chính một ông sư bạn tôi. Ngày xưa ổng là học sinh ở trường Santa Pe. Một bữa đó một có một ông friend lên giảng bài. Ông cầm quyển thánh kinh ấy. Ông hỏi vậy chứ anh mấy các vị cho tôi biết rằng là các vị hãy cho tôi một định nghĩa về chân lý. Hai cái chữ chân lý. Chân lý. Kỳ sau mình lên mình kỳ, tôi sẽ hy vọng rằng lớp học sau và bữa học sau vào cái tiết của tôi á thì các vị sẽ cho tôi cái câu trả lời. Cái định nghĩa về hai chữ chân lý. Các vị có biết rằng cái ông phe đó ông rất là khó tính và ông rất là uyên bác. Cho nên đó là các học sinh thôi về tra cứu rồi vắt tay lên trán suy nghĩ tính toán rồi tra cứu đầu này đầu kia, tham khảo đầu kia đầu nọ. Cuối cùng mỗi người đưa ra một cái định nghĩa thật là rung rợn và dài dòng rắc rối lê thê lượm thượm lết hết lẫn thỉnh về cái chữ chân lý. Sau cùng rồi thì các vị cứ biết rằng các vị phe đó, cái ông siêu anh ấy, siêu anh trường trọng, ông mỉm cười. Ông nói, tại sao mà mình phải định nghĩa dài dòng như vậy? Chân lý đó, nó có một cái nghĩa rất là đơn giản thôi. Chữ thật, chứ có cái gì đâu. Mà mấy cha về, mấy cha tra cứu nào là thần học, vật lý, rồi đại số, rồi hình học, rồi tôn giáo tôi lưng chân chi đó cơ. Chân lý nó chỉ có nghĩa là sự thật thôi. Dầu là chân lý về cái gì thì chân lý chỉ là sự thật thôi. Thì mình hôm trước tôi đã định nghĩa các bạn nghe tương tức gì tương tức rồi, cái này là cái kia vậy tới chỉ mắt gì mình phải lượm thượng. Có người mình nó lượm thượng chi vậy, nói đâu phải lượm thượng. Rồi bây giờ tới đâu rồi? Không. Từng bộ phận giác phần đâu đóng hoặc đơn lại trước chữ hoặc mình đòi mình mở sau cái chữ đề mình đóng à. Được thể hiện trọn vẹn trong tứ nhị tục. Được thể hiện trọn vẹn trong tứ nhị tục. Xem chưa? Dạ, được. Tứ nhị tục. Rồi, hai chấm. Dục như ý tục. Dục như ý tục. Mở một đường. Tôi rất lấy làm buồn là hồi xưa đó Khổng Tử đó, tôi nói đây tôi chỉ nói cái chuyện buồn của tôi, cái suy nghĩ của tôi chứ tôi không dám nói tôi soi Khổng Tử. Khổng Tử đi 6 nước truyền bá kiến thức và cái tâm sự của mình để mà đem lại cái thái bình an cư lạc nghiệp cho thiên hạ. Mà cuối cùng rồi đó, thì mấy chục năm trời ngay cả quê hương nước lỗ của Khổng Tử không truyền bá được khí vậy. Ông Tử mới đi lang thang đồ này đồ kia và ông đi 6 nước như vậy, ông có được 3.000 học trò.
mà nói 3.000 cho nó đông, mà thực ra đó thì ông trong đó chỉ có 72 người học trò. Đầu kia là thất thập nhị hiền. Và cái sau cùng thì phải nói cái kiến thức ổng về chỉ về nhạc, về lễ, về thi, về thơ, về văn, chỉ mỗi một cái bộ môn thì đủ để làm thầy thiên hạ, còn có tất cả những thứ đó mà học trò không có. Thì người ta trong Danh Ngôn Tây Phương có một câu thế này, nó nói thiên tài thường hay bị ném đá ngay trên chính quê hương của mình. Tôi nói các vị nghe kiểu thiên tài thường bị ném đá, bị trứng vịt ông với cà thối á, ngay trên chính quê hương của mình. Ngày xưa khi mà tôi chưa đi ra khỏi Việt Nam, những lớp dạy của tôi rất là coi cúc, năm ba em vậy thôi. Sau này cái tôi qua Mỹ cái thứ rồi, chắc ở đây mình đã có đất dụng võ rồi, mình đem được cái sở học của mình ra mình hướng dẫn người ta. Mà cuối cùng là tôi thấy tôi giống Khổng Tử quá. Cũng chu du ổng lục quốc, còn tôi cũng 2-3 quốc rồi. Vì cuối cùng tôi mới biết rằng tôi không phải chu du lục quốc, mà tôi chỉ là chu du rồi phản quốc, vô quốc thôi. Nhục nghe tôi. Tôi sống không bao lâu rồi, mấy vị ráng học đi. Cái cơ bản của Diệu Pháp tôi báo cho các vị biết rằng hết năm 99 này coi như là các vị có thể đọc Kinh Tạng một cách thoải mái. Nếu mà học với cái đài như thế này, học chậm như thế này thì cuối năm 99 mình có thể đọc Kinh Tạng, đọc Trung Bộ, Trường Bộ, đọc cách rất là thoải mái. Rất là thoải mái. Thì lúc đó các vị đi tìm tôi tìm ra đi. Nhưng mà tôi biết có một số vị nghe hứa hẹn như vậy cho nên bây giờ khoái dí đâu có thèm học nữa, nghĩ nhiều đủ rồi. À, dục nghĩ túc mở đơn, sở hữu dục. Sở hữu dục trong trường hợp, trong trường hợp, trong trường hợp tu tạo các thiện pháp, trong trường hợp tu tạo các thiện pháp nha. Đóng một đơn phải, đóng một đơn phải cần như ý túc, cần như ý túc, mở một đơn sở hữu cần cô long. Cô biết sở hữu cần nó nằm ở đâu trên bảng mình không cô? Nhìn cái mặt cổ tiện tôi nhớ tới cái bảng mà xin gọi nhau là cố nhân. Cô Trang, cô Trang đó đó. Rồi 10 năm tình cũ quên mất tiêu rồi. Cô Thủy. Dạ thưa cô, nó nằm ở hàng thứ mấy cô ạ? Hàng trên, hàng dưới. Đó. Thứ tư, hàng trên, hàng dưới cô. Thứ nhì. Tam. Được. Trong trường hợp tu tạo và bảo trì các thiện pháp phải không ạ? Rồi. Rồi. Giờ cần nhìn đây. Đóng một đơn. Phải. Nói chung sao tôi nói các vị đừng có buồn, cái sao tôi dạy học với các vị, sao tôi nhìn các vị tôi nhớ đến tên phim với tên bản nhạc không à. Có một cô thì mỗi lần mình ôn bài tôi nhớ tới khoảng Mùa Thu Lá Bay. Nó rơi rụng lả tả, nó không còn cái nào hết trơn. Có một cô thì cái bài học hôm trước mà nhắc lại đó thì nó giống như cái 10 năm tình cũ vậy. Tức là chỉ chập chờn vậy thôi. Rồi có một cô thì giống như người ở lại sạc ly, nghĩa là còn đâu nhớ một chút là đỉnh gì đó thôi, chứ cũng nhớ nhiều. Cái lớp này tôi nghi là cuối cùng nó chỉ còn lại có mình tôi là người anh hùng mũ đỏ tinh thương. cái lớp này nó thơ mộng lắm chứ không phải thường. Cái lớp này rất là thơ mộng. Rất là thơ mộng. Rồi tới đâu cô? Rồi dục cần mở cửa rồi đóng phải. Tâm như ý túc.
Mở một đường các đại thiện. Ê, xin lỗi, bốn đại thiện và bốn đại tô. Tương ưng trí, tương trí. Thưa cô, trời ơi, toàn mấy khuôn mặt nhạc sĩ không có được sao mà. Kính thưa cô Tuyết Khả Kính, bốn cái tâm đại thiện nó nằm, bốn tâm đại thiện hợp lý nằm cô đâu cô ha? Màu đỏ ở đâu cô? Tôi chỉ cho cô nha, tôi chỉ giùm cô đó, cô chỉ đi, cô chỉ cho nó nằm ở đâu cô, nó nằm ở đây. Một. Đây. 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 Mà nó một hàng tám cái thì bây giờ cô cho tôi biết cái nào cô ha. Bốn cái. Tức là mỗi lần mà cô tính là cô phải đưa tay lên. Một, hai, phải không? Đúng không cô? Vậy thôi, cũng vậy thôi, chỉ vậy thôi. Như vậy thì chọn cho cô cái bản nào hả? Bản hai mùa mưa đi. Mùa mưa lần này bay hay hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ít mưa nước hơn mưa lần này. À, đóng con đơn. Phải. Tôi xin thưa với cái lớp học của mình là bốn nghĩa túc này là một vấn đề rất là lớn, mà lát nữa tôi sẽ phải trình bày với nó cực kỳ quan trọng. Đóng một đơn phải thẩm như ý túc. Thẩm thẩm quyền ấy. Thẩm như túc một đơn. Trí tuệ trong các đại chi cô loan, trí tuệ trong các đại chi cô thủy, rồi gì nữa, rồi vậy thôi, đóng một đơn chánh. Xem chưa? Bây giờ tôi xin hỏi lớp. Tôi rất là buồn là cái lớp của mình nó quá là ít, mà cái số thuộc bài lại là không bao nhiêu. Bây giờ để coi tôi ngồi tôi đếm của lớp mình bao nhiêu người đếm mà tôi có thể mà tôi hỏi bài luôn nè. Xin được đâu la cô gì đi cô. Dự thính thôi. À, tôi thấy như cô chỉ mới dự với thính vô dắt cô thính nữa. Nãy giờ cô thấy cô đang ngó ra cửa cô thà cô đi về trển chứ đâu có dưới đây đâu mà thính, cô dự thôi cô ạ. Còn cái cô Hương đó thì cứ như cô đang ở ngoài Holman Medical Center. Còn cái cô Tịnh Liên này không thuộc lắm. Như vậy thì chỉ còn được cái là 1, 2. Còn cái vị kia thì không biết dự hay là thính hay là không có con hào luôn. Chị Trang, biết gửi cô Quỳnh Như hả? Mới, học trò mới. Còn hai, còn cô. Cô thấy không, cái lớp mình bây giờ chỉ có bốn người tôi có thể hỏi bài được thôi. Các vị biết về cái mặt của tôi, bữa tôi thua chị Hòa Thượng với ông Sư Quỳnh, mà mấy vị đó cười một cách chua xót. Tôi nói là bây giờ đó là ai mà có hỏi cái lớp mình ở Pháp Luân có hài dạy hay không, thì tôi xin năn nỉ các vị nói là lời giải tán rồi. Hồi đó tôi lên Dallas á, hỏi mà lớp mình còn sung lớp đông lắm. Cái trở nào hỏi vậy chứ sư dưới sư có làm gì không? Tôi nói dạ học. Hỏi đông không? Cái tôi nói khoảng 50-60 á. Có lúc 50-60 đông lắm. Cái hỏi nó trời ơi, xí Mỹ mà đông như vậy là ghê lắm á. Cái tôi hãnh diện lên.
tới lúc bây giờ tôi nhìn như thế này, tôi thiệt bây giờ tôi ai mà hỏi tôi cái này là cái gì tôi cũng không dám nói lớp học nữa. Tôi nói này chắc tại vì họ có chuyện xích mích họ gây gỗ, tôi nhờ tôi lên dàn xếp thôi chứ còn tôi không dám nói này lớp học nữa. Tôi nói là lớp biết vậy, ví dụ như bữa nào có khách lạ tới hỏi á, hỏi tại sao mà ý hỏi mà Phật tử ngồi để làm gì thì mới chỉ nói à tại vì tụi này có xích mích rồi nhờ ông lên giải quyết gì vậy thôi, chứ đừng có nói lớp học thì nó khổ thân tôi lắm, tôi biết trốn đâu. Bây giờ tôi xin nói cho lớp nghe thế này, tại sao mà tứ như ý túc với những cái mà tôi vừa trình bày, những gì mà tôi vừa trình bày và các vị vừa nghe đó, thì nó có cái gì mà nó quan trọng đến mức mà nó tương đương với các cái giác pháp giác phần khác đó? Thì tôi trình bày các vị thấy nó có gì hết. Dụng nghĩ túc là gì? Là sự tha thiết trong thiện pháp. Cần như ý túc là sự nỗ lực trong thiện pháp. Thẩm như ý túc là ý chí hoặc là tinh thần trong lúc thực hiện thiện pháp. Và thẩm như ý túc chính là trí tuệ, tức là ánh sáng trong lúc hành động theo chánh pháp. Thì bốn cái này theo quý vị nó có đủ tư cách để thay thế cho bác chánh đạo. Cô Liên, cô hãy nói cho tôi nghe sao mà cho nó, tôi là cô hãy tưởng tượng tôi là một người không phải Phật tử, hoặc là tôi là người sơ cơ. Cô hãy giải thích cho tôi nghe sao chỉ có bốn cái đó thôi. Một cái dục như túc là lòng, dục như túc là lòng tha thiết trong thiện pháp. Cần như túc là sự nỗ lực trong thiện pháp. Thẩm như túc là ý chí trong lúc tu tập thiện pháp. Và thẩm như túc là trí tuệ lúc tu tập thiện pháp, phải không ạ? Vậy thì cô hãy phân tích cho tôi nghe nó bốn cái đó làm sao mà nó có thể thay thế, nó có thể tương đương với bát chánh đạo được. Mà trước hết bát chánh đạo cô hiểu từng chi cho bát chánh đạo cô hiểu không? Ừ, cô nói đi. Thôi được, bây giờ tôi nói là cô ráng cô nhớ giùm tôi nha. Dầu các vị có tu tập cái chánh đạo nào trong bát chánh đạo, các vị có cần tới dục không? Có cần tới dục nghĩ túc không? Có không? Lúc cô đang đầu tư chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh cái gì chánh đó, bất cứ muốn tu cái chánh nào thì các vị cũng phải có một cái sự tha thiết trong cái gì? Trong chánh pháp. Thấy chưa? Rồi cái thứ hai, bát chánh đạo sẽ dẫn chúng ta về đâu nếu mà chúng ta tu xìu xìu ẩn ẩn, tu ầu ơ dí dầu, tu cà rịch cà tan, tu nắng sớm mưa chiều, tu cái giọng như quý vị. Thấy chưa? Cho nên nó phải có cái cần như ý túc, các vị nghe kịp chưa? Nè. Rồi tâm như ý túc nó có cần thiết không quý vị? Cần chứ sao không cần. Chi pháp của tâm như ý túc là gì cô Loan? Lớn lớn lên cô, lớn lên. Cô bị mẫu Amida nữa cô. Cô nói lớn lên đi cô. Bốn tâm đại đại tổ. Mà các vị nghĩ sao nếu mà không có mấy cái này thì mình lấy cái gì mà mình tu tập đấy? Như vậy bốn cái này nó có quan trọng không? Không phải rất mà không có nó thì không có cái gì hết trơn á, không có cái tu hành gì được hết á. Thấy chứ? Chứ nó không phải là quan trọng mà nó là yếu tố sanh tử. Nó là yếu tố sanh tử, không có nó là không có được. Dù cần tâm rồi thì tới thẩm. Các vị nghĩ sao nếu mà mình có mà mình tu học mà không có trí? Các vị nghĩ sao nó ra giống gì? Vô lớp mà không thuộc bài là đã thấy là người ta đã nản rồi. Huống hồ chi cái đường tu mà không có trí tuệ cái gì coi nó ra giống cái gì? Thấy chưa? Như vậy theo các vị rằng bốn cái này nó có thể tương đương với ngũ căn ngũ lực không? Phải không? Nó rất là quan trọng. Và các vị biết rằng đến một cái lúc, đến một cái mức độ nào đó thì cái lòng buổi đầu khi mà chúng ta gồm chúng tôi và quý vị bây giờ mình đang tha thiết có người thì ở trong đây có người thì muốn trở thành người nam để mà
xuất gia làm ông sư rồi mới đắc A-la-hán cũng có. Rồi có người thì muốn là gặp 5.000 năm khi mình xác lợi gom lại thì đắc quả cao quả thấp gì kể định đi đi luôn cũng có. Rồi có người muốn gặp Phật Di Lạc cũng có. Rồi cũng có người nguyện khi nào đủ duyên thì đắc chứ không cần phải lúc nào cũng có. Thì khi mình nói chung là khi nào mình chưa giác ngộ thì cái sự tha thiết tu học đó nó chỉ đơn giản là sự tha thiết thôi, và nó chỉ là, nó chỉ mang một cái ý nghĩa là dục như ý túc bình thường trong sự tu học. Các vị nghe kịp không? Tức là nó là một cái ý muốn, nó là một cái động cơ, nó là một energy cho cái cuộc tu của mình thôi. Yeah. Rồi cần như ý túc nó cũng trở thành một cái energy cho cái chuyện tu học của mình, để nhờ nó mà mình có thể thành tựu được quả vị giải thoát. Tâm như ý túc cũng vậy, nó chính là cái nhận thức của mình, nó chính là cái ý thức của mình, nó chính là cái đường hướng của mình trong cái chuyện tu học. Yeah. Rồi thẩm như ý túc chính là cái khả năng ánh sáng của nội tâm mình trong cái công cuộc tu học. Yeah. Thì trong cái quá trình mà từ phàm sang thánh chúng ta rất là cần đến bốn cái này. Nhưng mà các vị có biết thêm một chuyện là đối với một cái vị mà tu học, đặc biệt là những người, những vị A-la-hán mà có ba la mật dày đó, nhiều á. Các vị biết ba la mật không? Ba la mật là nó từ cái... Thôi mình làm biến chứ, tôi nói rồi. Cái chữ Phạn là Parami. Ba bê phở á. Parami. Mì nếu mà đọc theo tiếng Việt là mì á, mì quyền mì. Mà trong Pali đó thì cái dấu quyền ở trên nó làm cho cái chữ nó dài, cái quyền âm dưới nó dài đi. Thì là Parami. Thì cái chữ Parami này nó vốn xuất phát từ cái chữ Pali là Parang, là bờ bên kia. Còn cái chữ Y đó nó là cái ngữ căn, có nghĩa là đi. Như vậy thì Parami nó có nghĩa là đi qua bờ bên kia, cho nên tàu không là đảo biển ngàn. Các vị nghe kể chưa? Bữa nay các vị nghe chữ đảo biển ngàn chưa? Thì cái chữ Ba La Mật nó chính là chữ âm của chữ Parami, chữ Parami nó âm thành Ba La Mật. Còn nếu mà dịch ra thì nó là đảo biển ngàn, hoặc cũng có thể dịch là pháp độ. Bởi vì sao dịch là độ? Độ trong tiếng Hán có nghĩa là qua sông. Ok, độ là qua sông. Độ trong chữ Hán có nghĩa là qua sông. Độ trong chữ Hán là qua sông rồi, cũng phấn rồi. Phấn nó quý giá đến mức mà các vị phải mỗi lần cất, mà mỗi lần mà chúng tôi tìm thấy, ô cha, nó quý giá vô cùng. Tổ quốc ơi, ba răng ba ri, ba răng ba ri, kỳ ha. Mà sao kỳ ha. Có ba răng ba ri. Anh khỏi con hỏi mấy cô lao không? Mấy cô lấy giặt áo lao cho có phước. Đây là chữ ba, ba răng cộng căn y. Y có nghĩa là đi, cỡ này là bờ kia. Tàu âm á, tàu âm là, tàu âm là ba, ba la mật. Tàu dịch là đảo biển ngàn, hoặc dịch là pháp độ. Chữ độ này, chữ độ trong chữ Hán nè. Độ là qua bên kia. Độ là qua bên kia. Độ là qua bên kia, đúng rồi, tôi nhớ chữ độ này. Độ. Đúng rồi, chữ độ nè. Đưa người qua sông. Chữ Hán cũng có nghĩa là độ. Cũng mà tự mình qua sông thì trong chữ Hán cũng là độ luôn. Cho nên cái pháp nào mà đưa người qua sông thì ta gọi pháp đó là pháp độ. Các vị nghe kịp chưa? Các vị có phân biệt được cái chữ âm và chữ dịch không? Hả? Thí dụ như Washington DC, Washington người ta để là hoa thịnh đốn. Thì cái hoa thịnh đốn nó không phải là dịch mà nó là âm.
Còn khi nào mà các vị thấy nó họ để chữ New World mà họ dịch là tầng thế giới, cái đó mới là dịch đó. New World đó mới là này. Chứ còn mà Washington mà mình thấy để Hoa Thịnh Đốn hoặc Paris mình đọc mình này là Palais, nó là cái đang phải dịch mà nó là âm đi. Yeah, nó là âm đi. Thì đối với những vị mà cái Ba La Mật hồi nhiều, đúng ra thì tôi theo trong kinh nói muốn đắc quả diệt trừ phiền não chứng ngộ niết bàn, người ta phải tu tập mười pháp Ba La Mật là bố thí trong tinh thần hướng đến giải thoát, trì giới, dầu là tỳ kheo giới, sa di giới hay là cư sĩ giới đi nữa thì luôn luôn hướng đến tinh thần giải thoát, nhẫn nại chân thật, chí nguyện từ tâm, chí nguyện hành xả, tất cả những cái pháp thiện đó đều được mình tu dưỡng bằng một lý tưởng hướng đến giải thoát. Đến một mức độ nào đó nó chín mùi tùy theo hạnh nguyện. Thì thí dụ như đối với một cái vị mà họ có nuôi cái nguyện chánh đẳng chánh giác, đã hành vị chánh đẳng chánh giác, thì dù họ có tu tập đến, họ tu tập dữ dội, họ tu tập mãnh liệt, tu tập tha thiết cách mấy đi nữa, nhưng mà trong vài trăm ngàn đại kiếp không đủ đâu vào đâu hết. Nhưng mà riêng đối với một cái người mà họ chỉ nguyện đơn giản rằng là khi nào mà có đủ duyên thì tôi đắc tu đầu quần, họ chỉ nguyện đơn giản như vậy thôi, thì thời gian nó rất là ngắn, rất là ngắn. Nhưng mà riêng đối với cái vị mà hồng nguyện thành độc giác, thành toàn giác, nguyện thành trí thượng tinh văn, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông, đệ nhất đầu đà, đệ nhất đa văn, đệ nhất biện nghĩa, vân vân và vân vân, thì có cái đệ nhất này, nói chung là mình nguyện có một cái gì gắn liền đâu đó thì nó phải có một thời gian nhất định. Yeah. Còn riêng về những vị nào mà chỉ nguyện khi nào tôi đủ duyên tôi đắc quả thôi đó, thì thời gian nó bất định. Sở dĩ mà tôi đang nói về tứ nghĩa lúc mà tôi lại nói qua chuyện này là bởi vì sao? Là bởi vì có những vị cái Ba La Mật mà dẫn đến cái đạo quả của họ nó đủ rồi. Tôi nói các vị nghe kịp không? Nó đủ rồi. Nhưng mà vì họ là một người có tính tấn niềm định tuệ quá mạnh, họ là người có dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc trong đời quá khứ á, quá nhiều rồi. Các vị thấy có nhiều người cũng là đi chùa, cũng là Phật tử và cũng là ông sư, nhưng mà cái cách tu khác nhau, không giống nhau. Chúng ta có thể nói như vậy, có những ông sư phải nói là thà chết trong rừng chứ không có chịu ra làm trụ trì. Tôi biết chính xác có. Có những vị sanh tử với cuốn kinh thôi chứ không có muốn ra ngoài tiếp xúc Phật tử. Tôi biết cái có những vị có cách tu kỳ cục như vậy đó. Nếu có những vị thì họ chỉ muốn là tu thì cũng phải tiếp xúc cho nó vui. Như tôi chẳng hạn, tôi tu mà mình nó buồn. Thì tùy vào cách tu của mình, khi mà mình đắc cái nó khác nhau. Thì cái người mà họ tu mà đại khái thế này, mình đi làm để mình kiếm ngày cơm ngày ba buổi quần áo mặc tối ngày phải không ạ? Nhưng mà được hẳn như tiền mình nhiều quá thì ngoài cái chuyện ăn và mặc ra mình còn dư tiền để mà mua sắm cái này cái kia, phải đi shopping, đi mua vân vân và vân vân. Thì cái chuyện tu hành cũng vậy. Khi mà mình đã đủ duyên để chứng quả, để diệt trừ phiền não rồi, mà nếu mà cái người đó phước nhiều quá thì sao? Lúc bây giờ cái tứ nghĩa túc của họ nó trở thành một cái sức mạnh khác. Các vị nghe kịp không? Cái vị nào trong vòng luân hồi đó mà họ tu tập cái tâm thiện của họ quá tha thiết, tức là cái tâm nghĩa túc của họ, cái trí tuệ của họ quá mạnh, tức là cái thẩm nghĩa túc của họ nó quá mạnh, cái dục nghĩa túc tức là cái lòng tha thiết của họ đối với niết bàn quá mạnh, đó là cái dục nghĩa túc. Và khi nào cái sự nỗ lực của họ nó đối với niết bàn nó quá mạnh, cái sự nỗ lực trong cái chuyện tu hành á mà nó quá mạnh, đó chính là cần như ý túc. Mà nếu trong vòng luân hồi mà bốn cái này mà nó quá mạnh rồi đó, thì khi mà họ đắc quả rồi thì sao? Tụi bốn cái như ý túc này các vị biết nó có công năng gì nữa không? Đắc quả rồi đó, đắc rồi thành a la hán rồi đó, thành rồi đó, thì bốn cái này nó còn có cái trớn nữa. Đó là sao? Là vị này có thể kéo dài tuổi thọ như ý muốn. Nhưng mà đến một mức nào đó thôi, chứ đừng nghe nói vậy rồi tưởng là sống thiên thu trường sanh bất lão thì có phải. Không phải. Các vị nghe kịp không? Tôi nói nghe kịp không? Đó là kéo dài đến một mức nào đó thôi. Cho nên vào năm Đức Thế Tôn ngày 80 tuổi thì có một lần đó. Có một lần đó ở Vesali. Thì ngài Ananda đấy, ngài Ananda là đệ tử hậu cần của Đức Phật ấy. Chúng kinh rất nhiều hồi thị giả đó.
ngày ngồi ngày xoa bóp tay, Đức xoa tay cho Đức Phật, cái ngày nói Đức Bạch Đức Thế Tôn với cái thân thể, với cái kim thân tuyệt đẹp như Thế Tôn, nhưng mà cũng có lúc phải già đi. Đức Phật nói là cái thân Như Lai nó giống như cái cổ xe cũ đi, bây giờ muốn sử dụng nó phải ràng rịt, cột trần cột chịch. Đó là một đoạn kinh, một bài kinh khác. Và lần đó vào một đêm trăng sáng ở Vesali, Đức Phật ngài nói với cái với ngài Anang, này Anang, đêm nay Vesali đẹp quá, đêm nay trăng ở kinh thành Vesali tuyệt đẹp. Chính cái cảnh đẹp của Vesali đêm nay làm Như Lai nhớ đến một chuyện, là nếu ai đó tu tập bốn như ý túc một cách viên mãn, một cách đầy đủ, một cách vững mạnh, thì người đó nếu muốn có thể sống trọn cái tuổi đời của mình, cái tuổi đời tức là trọn cái tuổi thọ của chúng sanh trong cái thời kỳ đó. Ví dụ như cái thời đó là người ta sống tuổi trung bình là 70, thì vị này có thể kéo dài đến 70 hoặc hơn thế nữa nếu mình muốn. Mà trong kinh nói Đức Phật nói như vậy đó là để ngài Anang thỉnh Đức Phật sống thêm, để chư Phật phải như vậy mới sống. Mà trong khi đó Ma Vương ấy, Ma Vương biết, Ma Vương mới ám cái tâm của ngài Anang. Trong kinh ghi là Ma Re nó chích tấp bá yết thà này nè, tức là tâm ngã Anang lúc bây giờ bị ác ma nó ám rồi. Cho ngã Anang nghe vậy như là ngài cũng biết vậy thôi, ngài không để ý. Đức Phật nhắc đi nhắc lại mấy lần là ngã Anang cũng tính mơ, không hiểu ý Phật. Sau đó ngã Anang ngày Đức Phật cái nói này, Anang thôi khuya là ngươi đi nghỉ đi. Thì ngã Anang đi nghỉ rồi đó, đi nằm ngủ rồi thì ác ma hiện xuống. Ác ma nói Bạch Thế Tôn, cách đi 45 năm về trước, khi mà ngài thành đạo ở cái góc Bồ Đề, con có đến con thỉnh Thế Tôn niết bàn, con nó lúc đó con có nói thế này, ngài giải thoát mình người thôi, mắc gì ngài kéo người ta theo. Thì lúc đó ngài có nói với con, khi nào mà ta có tứ chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, những vị thiện xảo về Phật pháp, về pháp và luật, những vị có thể thay ta mà hoằng quá chánh pháp, thì lúc đó ta mới viên tịch. Bạch Thế Tôn, hôm nay 45 năm trời đã trôi qua, và những gì Thế Tôn nói ngày xưa nó đã có rồi. Tức là Thế Tôn hôm nay đã có các hội chúng cư sĩ Bà La Môn, Sa Môn, rồi đã có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ đầy đủ rồi, thì họ có thể thay thế đến Thế Tôn để hoằng pháp độ sinh. Vậy thì Thế Tôn còn chờ gì mà ngài không niết bàn? Nếu có Đức Phật nói nè, ác ma hãy yên tâm đi, 3 tháng nữa Như Lai sẽ niết bàn, và cái chuyện đó sẽ ra vào ngày rằm tháng giêng. Cho nên rằm tháng giêng mà các vị nghe cái ý nghĩa có lẽ rằm tháng giêng là Phật dự niết bàn đó, là cái ngay đó, thì ngày nó 3 tháng sau tức là ngay ngày rằm tháng 4 là ngày mất đó. Khi Đức Phật mà hứa như vậy rồi thì địa cầu rung động. Ngài Anang đang nằm ngủ nghe như vậy, Ngài Anang mới ra gặp Đức Phật. Bạch Thế Tôn, do cái nhân gì mà địa cầu rung động? Đức Phật nói này, Anang có 8 nguyên nhân, thì trong đó có một nguyên nhân là này Anang, khi nào mà Đức Như Lai chánh đẳng chánh giác tuyên bố không sống nữa và quy định cái ngày viên tịch thì địa cầu rung động. Khi ngày chào đời, khi ngày chuyển pháp luân, khi ngày thành đạo và khi ngày dự hứa niết bàn, thì những cái lần đó là địa cầu sẽ rung động. Thì ngài Anang nghe, ngài Anang khóc, nó bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy vì lòng bi mẫn với cuộc đời mở lại. Đức Phật nói này Anang, các đấng Như Lai không bao giờ nói hai lời. Như Lai đã nói trước sau tất cả là biết bao nhiêu lần mà Anang chưa hề hé môi. Thôi thì Như Lai hứa với ác ma rồi. Thì từ đó là ngã Anang sống như một tấm ảnh không hồn. Tôi ngó về cuối trời, rất là buồn, rất là buồn. Và cái khả năng của Tứ Như Túc là như vậy đó. Vì đâu có thể dùng tâm lực của mình để kéo dài mạng sống. Đừng có nói chi các vị thánh, các vị cứ biết rằng có thực trên thực tế có những cái ông cụ bà lão, theo tôi được biết đó, họ gần chết rồi, nhưng mà vì họ cố ý họ chờ con chờ cháu ở xa về, họ có thể kéo dài đó quý vị. Có đó, tôi thấy có đó. Tức là chờ thằng Út con cả nó về tới, thằng Tèo con tí, cái nhẫn cái bé đó, nó về tới rồi đó, thì tự nhiên nó hắt hơi nó đi luôn. Nó có cái nè, gọi là ngày xưa tôi có biết là ở Củ Chi đó, năm 68, lúc đó tôi chưa có đẻ. Nhưng mà sau này có một ông sư, ông tu chung chùa với tôi, ông kể buổi sáng hôm đó thì ông vì tôi cải diện văn tắc để khỏi phải mất cái thời giờ quý báu vàng ngọc quân, để các vị tối nay đi về có thể casino đăng xin vân vân và vân vân. Thì đại khái là Việt Cộng họ gài mìn nó như thế nào đó, họ gài ác lắm, họ để cái trái lựu đạn nằm dưới, họ để trái mìn nằm trên, cho nên cái tụi mà dò mìn rồi gỡ mìn của quốc gia đó, sáng nó đi nó rà nó gặp mìn, cái nó gỡ thì nó gỡ, nó lấy được trái mìn lên là cái lựu đạn ở dưới nó cười, thấy chưa? Cho nên mỗi lần mà muốn lấy được trái mìn như vậy là họ phải khoét một cái lỗ rất là sâu, xong rồi họ mới coi cái phía dưới trái mìn nó có mảng cầu ở dưới không, nếu mà có đó thì họ lấy luôn,
Mà em nào mà lấy cái tay mà dám lấy tay mà dính cái miệng nó để cho người ta đào thì được 15 ngày phép. Mà vậy mà cũng hiếm em nào dám dính lắm. Bây giờ chẳng thà khổ về, chứ còn nếu mà ham 15 ngày nó nhiều khi khổ về luôn. Rồi nhưng mà khi sắp vào những trận đánh lớn đó, thì người ta có nhiều người cũng xung phong xin được tình nguyện để mà dính cái miệng nó cho người ta đào. Thì ông sư bạn tôi kể là có một buổi sáng đó là có một trái mìn bị nổ trong lúc các mấy ông lính ở trong cái trại của sư đó đi ăn cháo sáng bị nổ. Sư nói cái chuyện này chỉ có thấy mới tin thôi, nó nổ ngang cái này, cơ thể con người nó nổ ngang cái này không chết. Cho nó ở dưới gì, dây nhợ, dây điện thoại, dây điện neon lòng thòng lẩn thẩn thì mình không có chết. Mà cái đó mà nói theo y học thì cái chuyện vô lý. Không biết các vị học sĩ Việt Nam các vị còn nhớ cái chuyện mà ông nào đó bỗng bị rớt cái đầu đó, còn bồng cái đầu ông chạy đường nổi đó, các vị còn nhớ không hả? Rồi ở đây đâu có nhìn mình nữa. Đi đến lâu quá về đâu còn nhớ sử ở Việt Nam nữa. Dân ở trển không mà có, ở sử mình có. Cái ông nào nó bị chặt rồi đó. Tôi nhớ bằng mát như cũng cái thời đó mà tôi nhớ ông nào chặt rồi mà còn cầm nữa. Thì cứ như là nó nổ hốt ngang phần dưới, là cái như phần dưới là đã là phân chia tứ tán rồi, cái lai quần nằm trên đọt cây rồi nha. Mà ổng cứ khào khào nói không được. Thì cái ông sư đó đó, ổng biết bị đời lính mà ổng biết thằng này nó nghèo lắm, nó chỉ có một cái sợi dây chuyền, một cái radio, một cái đồng hồ với một cái đúng rồi, còn bao nhiêu đó thôi. Cái ổng thấy nó con mắt nó cứ mở mà nó cứ muốn nói cái gì đó. Cái ổng mới lại, ổng mới sụp cái chân xuống, ổng mới khuỵu xuống. Cái ổng mới chỉ vô trong cái dây cái đó, ổng nắm di truyền phải không, đồng hồ phải không, radio phải không. Bốn cái sức mạnh này nếu mà mình khéo tu tập nó trở thành bốn cái nguồn sức mạnh rất là mãnh liệt, rất là mãnh liệt. Tôi ví dụ các vị nghe, ví dụ các vị đi nghe pháp, các vị đi tu thiền mà các vị thì cảm thấy hoang hỉ, các vị cảm thấy không mỏi chân, không bị cảm thấy không bị mỏi lưng, cảm thấy không bị mỏi cắn, không cảm thấy bị chán nản, không cảm thấy bị buồn ngủ. Và ngược lại, nếu như trong lúc mình hành thiền, trong lúc mình học pháp, trong lúc mình nghe pháp mà mình không có dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, thẩm như ý túc, thì coi như nó hết đau sau hè, rồi bắt đầu nó đau bên vách, rồi nó đau ở mặt tiền, rồi nó đau ở mai cánh én, rồi đau lúc đứng cả một cái ngôi nhà của mình đặt. Rất là quan trọng. Cho nên là tôi muốn nhắc đi nhắc lại cho lớp mình biết rằng ba mà bảy pháp trợ bồ đề này là bốn, chính là những gì quan trọng nhất trong cuộc tu của mình và toàn bộ tam tạng của mình. Các vị có học A Tỳ Đàm, có học cái diệu pháp, có học tạng luật, có học tạng kinh, các vị có đi tu thiền ở trên Kali, các vị có đi đâu kệ quý vị, các vị có về Miến Điện, Tích Lan, đi đâu cũng vậy. Thì tôi xin báo trước rồi, tất cả những cái gì các vị đã học, đang học và sẽ học chỉ nằm trong 37 pháp trọng lệ này thôi. Và trước khi viên tịch Đức Phật đã nói rồi, hôm trước tôi có nhắc trên lớp, trên chánh điện đó. Nghĩa đến này, các tỳ kheo, những gì mà bậc đạo sư cần phải làm cho các đệ tử bằng cái lòng bi mẫn thì ta đã làm hết cho các ngươi rồi. Thì đây là những ngôi nhà vắng, những gốc cây, những cánh đồng, những đống rơm, những hang động, những chỗ vắng người. Hãy thiền định, chớ có để mình phải hối tiếc về sau. Và này các tỳ kheo, những gì mà ta để lại cho các ngươi, mà các ngươi cần phải tu học, cần phải phát triển để đem lại lợi ích cho bản thân và đem lại lợi ích cho phần đông chư thiên và nhân loại. Ở đây ta nói rằng đó chính là 37 pháp trợ bồ đề: tứ như ý túc, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Đó chính là những gì mà Như Lai để lại cho các ngươi. Và nếu ngày nào mà trong thế gian này còn có người tu học bát chánh đạo thì cho đến ngày đó trong thế gian không vắng bóng các vị A La Hán. Nè, nó kiểu nó dễ sợ như vậy đó. Cho nên mình cứ nghiên cứu thật cho nhiều. Nhiều lúc trong phòng tôi cũng nghe, tôi cũng có lúc tôi cũng mơ, tôi biết chắc tôi phải đi học rồi.
tôi sẽ phải học thêm tiếng Tạo, rồi tôi sẽ phải học thêm một vài thứ vặt vãnh khác trong cái cuộc đời của tôi. Nhưng mà suy đi tính lại chắc tới 40 thôi, bởi vì nói cho cùng thì hồi tối đó suy đu trì với tôi, hai vị đi ngoài sân, tới luôn ngoài sân, suy mới đưa ra những cái dự tính tương lai sẽ làm cái gì. Cái tôi mới nói, nhưng mà nghĩ là 40 năm sau vào giờ này những người ở chùa này chắc đâu ai còn nhớ đến mình hết chị ha. Nghĩ cũng chán thiệt. Cái chị nói, nếu mà nói một cách chính xác đó thì mình đã phải chán từ lâu rồi, chứ không phải tới tối nay mình mới nói chán. Đúng. Các bạn nghĩ tới là tụi nó nản gì vậy? Nản. Nói là tụi nó nản thiệt. Bây giờ mình đi mình đầu tư lung tung hết, bỏ đi. Ủa, cái là thật sự mình mang biếng lắm, không còn được cái gì. 40 năm sau là cái hội trường này, tôi tin chắc rằng thiên hạ họ sẽ đập. Tôi tin 99.9% cái hội trường này họ đập. Rồi bàn ghế này coi như không còn nữa, 40 năm nữa. Và 40 năm nữa trên lớp này không còn ai. Nếu có còn thì chắc là gọi là cũng là ngoắt ngoẻo rồi. Bởi vì như tôi là trẻ nhất trong đây thì tôi 30, phải không? 30, 40 năm nữa là tôi 70, mà cái tướng hòa thượng 70 thì còn xài được cho tôi, mà 70 là coi như rồi. 70 mà lấy cái mền mà đắp lên, không biết cái mền nằm đâu, tôi nằm đâu nữa. Trời ơi, tôi chuyện nghe có một lần đó ở Việt Nam đi tụng kinh đám ma đó. Cái thằng cha cho ốm cái mức mà tôi nói, nhìn nó ra rồi. Tức là cái chỗ giả nằm đó là cái bố nó đã thụng xuống rồi. Mà cháu chả bị lao kỳ ba, cháu ốm mà bình thường, cháu nhỏ con, bữa nay cháu ốm nữa. Cháu ốm mà cháu bị lao, mà cái mền này con nó sợ lạnh, chơi cái mền thật là dây. Cho nên tôi thật phải nói thiệt, tôi cũng hấp tấp vô, tôi đứng, không biết đứng ở đầu nào. Tôi vô, tôi cũng sợ ý quá, tôi nhìn cái, đúng là nếu bây giờ mình lớn, mình cũng có tự tác rồi, giờ già thì mình biết kinh nghiệm không. Còn đó mình vô mình nhỏ xíu, mình đâu có biết. Mình vô cái mình hỏi thiệt là mình hỏi, không biết cái đầu, nằm đâu để tôi biết. Nhưng mà nghe câu đó rất dễ hiểu lầm, không biết cái đầu ổng ở đâu để tôi biết đường tôi đứng. Giống như đứng đầu ổng vậy nè, không có thấy luôn. Tại vì cái gối á, kê, tại ổng nhỏ quá nên ổng không dùng cái gối thường được, mà chỉ còn kê bằng cái khăn lông thôi. Cho nên nhìn ở ngoài mình đi ngoài đường, mình vô mình nhìn nó vui. Nhà lầu 3 tầng, nhà nó theo Việt Nam như vậy là ngon lắm. Theo Việt Nam mình nhà có xe hơi mà nhà lầu 3 tầng nữa là ổng nằm nó ngất nghéo vậy, nó nản vậy đó, buồn lắm. Cho nên cái tôi nghĩ rất là như vậy, các vị hãy có thể xem đó là bốn cái hành, đó là cái hành trang công trong cuộc tu của mình. Và nếu khi nào các vị tu, rồi viết tiếp đi, viết tiếp. Nếu các pháp giác phần có một ý nghĩa tương tức, nếu các pháp giác phần có một ý nghĩa tương tức như vậy, thì khi tu tập một pháp cũng có nghĩa là ta đang tu tập nhiều pháp. Thì khi đang tu tập một pháp cũng có nghĩa là ta đang tu tập nhiều pháp. Chấm. Với một người thuần thục. Thuần thục tiếng Anh kia là như maturity phải không? Maturity. À. Nó maturity, tôi nhớ bằng máng đó nè, chữ đó. Maturity. Maturity tức là tu mà cho nó đến cái mức đó đó, 90 á,
pháp giác phần. Các pháp giác phần. Các pháp giác phần. Thì người tu Phật, thì người tu Phật luôn có thể chan hòa, luôn có thể chan hòa đời sống của mình bằng các pháp giác phần tương ứng, bằng các pháp giác phần tương ứng. Đánh giá chấm. Chẳng hạn trong tăng chi bộ này, ba chữ tăng chi bộ mình cấp petula nha, mình trong tăng chi bộ Đức Phật đã dạy rằng, vào những lúc nội tâm hành giả bị sôi động và xáo trộn thái quá, bị sôi động, sôi là S nha, chứ không phải là X. Nếu mà X thì sao? Thì mình muối đậu, muối mè. Trời ơi, có người nó ăn cái cô tỉnh liền. Có mè nữa, muối đậu mè nè. Sôi động chứ không phải là sôi đậu thái quá nha. Tức là những khi nào có sôi đậu thái quá thì ta nên tìm thêm chè mà ăn. Sôi động và chi và xáo trộn thái quá, tức là sôi đậu mà mình trộn nó thái quá đó, thì chỉ cần nước bỏ chè vào mà ăn không thái quá. Thì hành giả nên lập tức an trú, lập tức an trú, nên lập tức an trú vào tỉnh nhất chi cái chữ tỉnh nhất chi là mình cũng vẫn là khắp tiết tu lại dạ sao cô dạ thưa tỉnh và tỉnh đều được cả thưa cô dạ phải định giác chi và xả giác chi. Định giác chi, giác chi, xả giác chi. Xong chưa? Cô buồn rồi, nó mỗi lần muốn hỏi bài cái. Cô Loan, xả giác chi là gì cô? Hả? Có không? Cô biết. Tôi không có đề nghị cô nói lên cái vị trí của nó, mà tôi muốn cô định nghĩa về nó cô ạ. Dạ. Cô Liên. Xả giác chi nó khác với xả vô lượng tâm thưa cô. Đúng, tại sao cô không nói được cái đó?
Còn nếu mà xả vô đường tâm của nó thì sao? À, thế. Đây có thấy không? Có phân biệt được không? Nó khác nhau chứ. À, sợ chỉ tức là khi nào cái tâm mình nó quá sao sôi động á thì sao? Thì mình bởi trong kinh đó hành giả mà mới mà hành thiền á khoan hỉ lắm. Ở đây có một người tôi tạm thời tôi nói lén, còn cô kia cô lại chắp tay ra cô không nghe đâu. Anh Châu á, bây giờ anh mới hành thiền anh khoan hỉ lắm. Dù đến một lúc nào đó cái chuyện mà mình giữ chánh niệm á nó không làm cho mình khoan hỉ nữa. Nếu mình muốn á thì nó chỉ là một cái gì đó rất là tự nhiên, như hôm đó tôi nói đi nó lại hoài. Nó giống như một cái người mà họ lớn lên thì được trưởng thành, thì được nuôi dạy ở trong cái môi trường văn hóa Tây phương, thì cái chuyện mà họ không hút thuốc, không có ném rác ở trong cái chỗ công cộng lúc vậy nó không còn là một cái vấn đề nghiêm trọng nữa, mà nó đã trở thành một cái quán tính, một cái phản xạ, một cái gì đó rất đổi tự nhiên. À, nói quen chứ họ chứ không phải như mình mà bây giờ mà mỗi lần mình làm được cái gì lịch sự cái mình dùm dồn quanh coi có ai để mình đâu ha, thế là lịch sự là đâu mình sẽ sửa cà rát rồi. Chứ mấy cái người mà họ lớn lên trong cái môi trường đó, trời ơi họ ê chề rồi, họ đâu còn hơi sức đâu, thấy chưa? Cho nên nó là cái xả giác chi là sau khi nào có tâm của mình mà nó quá sôi động, tức là trong kinh nói người sơ cơ mà mỗi lần mà làm cái người mà không phải sơ cơ mà phải nói là trong cái cuộc tu của mình có những lúc mình cần phải sử dụng tâm đại thiện thọ hỷ, nhưng có những lúc mà mình phải sử dụng tâm thọ xả, quý vị. Bởi vì sao? Thọ xả nó bền hơn. Nó bền hơn. Đúng, nó relax hơn, nó thông thả lắm. Thí dụ như tôi nói thật nha. Phật tử không biết được cái chuyện này, đi chùa rất dễ bị phiền não. Bên Mỹ thì tôi không biết, vì bên Mỹ tôi chỉ mới ghé mấy tháng nên tôi không rõ. Chứ bên Việt Nam, cái bà thí chủ nào, bên đây có biết từ thí chủ không? Tức là bỏ tiền ra cho một buổi lễ đó. Bà thí chủ nào bỏ mà nhiều tiền trong buổi lễ là bà đó có chừng bữa lắm, phiền não nhiều. Chỉ cần ông trụ trì bữa đó ông bị mệt á, ông không có vui vẻ với bà là cái bảo là bà buồn, năm sau bà không thèm phước, làm phước chùa, làm phước chùa khác. Cái thấy đi chùa làm phước mà cho chư tăng mà tính cái đó còn gì nữa. Tại vì sao? Vì bà chỉ biết là đi chùa là phải vui mình mới đi, nhưng mà sai. Trong đời này có những cái không phải vui mình mới làm, mà nó chỉ cần nó đúng là mình đã làm rồi. Các bạn có nghe kịp không? Tôi ví dụ như má tôi bị bệnh, tôi nói thiệt chứ trời ơi, đàm nhớ phẫn nước tiểu cái đó nó có vui vẻ gì, nhưng mà nó đúng, tôi phải làm, tôi phải chăm sóc, ok. Chứ đâu có phải là đợi vui mới làm. Tôi hỏi trời ơi, đi dọn ba cái đồ dơ của bà rồi vui cái nỗi gì mà vui đây, ai vui vô tay lên à, mày vui biết chứ. Nhưng mà điều nó đúng, ở trên đời này có không phải cái gì vui mình mới làm, mà nó quan trọng nó còn có cái là nó phải đúng nữa và hợp lý, cần thiết, có ý nghĩa, thiêng liêng, có lợi ích. Ok, cái đó tôi làm. Yeah. Cho nên là khi mà mình làm phước mà bằng với một cái nội tâm như vậy đó, mình tu học như vậy đó, thì lúc nào mình cũng vẫn có thể thiện được hết. Thí dụ như bây giờ tôi bỏ ra một số tiền rất là lớn, tôi bỏ ra $2 triệu để tôi xây một cái chánh điện và mua 10 miếng đất để chùa làm cái parking, quá hoan hỷ. Nhưng mà lúc mà cái lễ khánh thành cái người ta nói ra nói vô nói nó cái thấy ông dân quen không, ông Nguyễn bỏ tiền cái ông đi dưới đất cái mặt ông hất lên trời rồi ông coi mà hổng ra gì rồi luôn hết. Mà tôi lúc đó tôi làm thí dụ thì vẫn giữ tâm mình rồi, tôi nghĩ à sao, tại vì bên cạnh những người họ nói mình như vậy thì vẫn có những người họ đang hoan hỷ san sẻ với mình. Đó là một cách nghĩ. Một cách nghĩ thứ hai đó, tôi nghĩ rằng ồ, nếu mà họ có nói xấu mình, họ có nghĩ xấu về mình thì vài chục năm sau thì họ và mình cũng không ai còn ở trên mặt đất này để mà những cái lời khen chê đó nó tồn tại. Và lúc bây giờ mình sẽ phải ra đi với cái công đức nào mà mình đang làm, và họ sẽ phải ra đi với những ác nghiệp nào mà họ đang tạo. Thì chỉ nhớ đơn giản thì nó có tâm tôi thanh thản này. Đó là cái quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật dạy khi nào mà cái tâm của mình nó đang sôi động hoặc là nó bị xáo trộn một cách thái quá thì lúc đó mình nên lập tức an trú vào tỉnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Mà định gồm định ở đây, định giác chi nó tương đương với cái gì trong 37 bộ đề phần? Cô Thủy định giác chi nó còn tương đương với cái giác chi nào ở trong 37 bộ đề phần nữa? Tại sao mà tôi hỏi định giác chi liên hệ gì cái chánh định của sợ nó làm sao? Cô không dám nhắc mà cô nhắc chánh niệm của à? Chánh định rồi cô lơ tiếc. Nó còn liên hệ với cái gì trong 337 hấp độ đề nữa cô? Cô làm thơ cô? Hỏi rảnh mới về. Nó còn liên lạc, nó còn liên hệ với cái gì nữa?
tính tấn niệm định, xem chưa? Đó là ngũ căn đã có rồi, ngũ quyền cũng có rồi, phải không? Mà trong Bát Chánh Đạo thì nó thất nhất định nhất chi nó tương đương với định, với chánh định, đúng chưa? À, như vậy thì lúc cái tâm tôi đang xáo trộn á thì tôi nên tu tập định, tôi tu tập nhất chi nào? Lúc tôi đang xáo trộn và bị sôi động thái quá thì tôi nên tu tập giác chi nào? Rồi, mà định giác chi ở đây là gì? Cô Loan, tôi đang ôn bài đó, có làm thơ hả? Lát xuống làm với tôi dưới nha, cho đây mình làm thơ mình để qua bên đi. Định giác chi, tại sao mình không có đưa nó vào chánh định, phải không? Mà chánh định là cái gì, gồm bao nhiêu? Cô Liên, à, không, mình cứ tráo trở gì cũng được, để sao nữa. Rồi, kiên cố định. Vậy thì kiên cố định là cái gì? Rồi, con đường nào dẫn đến kiên cố định? Con đường nào dẫn đến ba cái loại định này? Bát chánh định. Con đường nào dẫn đến ba loại định này? Có bao nhiêu đề mục? Trời ơi là trời ơi là trời. Đó, đó ôn như vậy đó. Cái này nó ôn như vậy đó. Không nhớ là không nhớ. Nè, như vậy thì tôi hỏi khi nào có tâm mấy cô bị xáo trộn thì mấy cô tu tập tỉnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Xả giác chi là tu tập như thế nào? Đó chính là sự thanh thản trong bốn niệm xứ. Thanh thản như thế nào? Thanh thản bằng cách nghĩ rằng tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã, thì đó chính là xả giác chi. Còn thế nào là định giác chi? Định giác chi tức là mình hãy an trú vào một trong 30 đề mục, chẳng hạn như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, ok, vân vân và vân vân, được chưa? Quá được đi chứ, tại sao mà không nhớ? Không chịu học bài, ở dưới đất học bài nha. Cái chuyện đi lên đỉnh hè đi nha. Tôi sắp đi Đà Lạt rồi, ở đây mới ngủ đi đâu mấy người đi. Trời ơi là trời, kỳ sao mấy cái đó tôi muốn lớp mình kỳ sao phải thuộc lòng, thuộc cái đó tôi mới nói chuyện, tôi mới giảng được. Không có thuộc cái đó, lấy cái gì mà ăn nha. Chấm. Vào những khi tâm yếu đuối thụ động, phải chán nản rã rời như chúng ta bây giờ. Chán nản rã rời xin chưa? Mà có bao giờ cái tâm hồn các vị giống vậy không có? À, có. Thì hành giả nên quay lại. Thì hành giả, trời, Đức Phật dạy kỹ như vậy đó mà đệ tử ngài ta mặt nào mặt nấy kìa. Nó ngơ ngơ ngáo ngáo, tôi thấy nó cười đi rồi. Với cần giác chi, hỷ giác chi và trạch pháp giác chi, cô cúc. À, có cười ha, có cười cái kiểu mà Dương Văn Minh trong ngày 30 tháng 4 có cười cái như là cười hồi mở cửa Dinh Độc Lập, cười hoài. À, cô Tuyết, tôi hỏi gì đó tôi quên rồi.
tôi đi kiếm mấy cô rồi giờ chẳng có biết. Tôi mà có vắng mặt ở lớp là vì mấy cô đó thôi, chứ không có phải là một cái lý do nào khác. Các vị biết là cái đám phải dẫn nào đó họ rồi, tại xưa đấy Phật Niết Bàn được khoảng 300 năm nó có một cái ông vua đó, ông vua đó ông giỏi lắm. Ông vô chùa ông gặp một ông sư mà vị A La Hán. Cái ông hỏi đạo ngài, ông hỏi mấy ngày liên tục vậy đó. Cái bữa đó ông vô ông hỏi ngài, nó bạch ngài nãy giờ con đặt câu hỏi ngài xin ngài không trả lời. Cái vị A La Hán thì tôi đã trả lời cho ngài rồi. Ngài hỏi ngài trả lời làm sao? Cái vị A La Hán hỏi như vậy ngài với vua hỏi làm sao? Chỉ bao nhiêu đó thôi, nó mỏng chỉ mới chịu cái tên mà họ đi theo là học trò ngài đó. Ông chơi vậy á, thì khơi đi mới vô ngồi ở trước cái là ổng nói tôi hỏi ngài rồi sao ngài không trả lời. Trời, mà gặp ngài làm tính vơ người nói thì ta trả lời rồi đó. Hỏi ngài trả lời làm sao, cái luyện ngài mới cười ngài hỏi vậy chứ ông hỏi làm sao. Giỡn đời những cái nó lì, nó trị nó thôi, năng ra muốn nó lì như trâu ấy. Rồi nó quay lại với là quay cô Tuyết Trạch Pháp Bất Di là gì cô? Chi pháp nó là chi cô? Đó, chi pháp là tuyệt vời. Như vậy thì những khi nào mà cái tâm mình mà nó bị trùng xuống, nó là rê thứ, nó dán nó thứ thì mình bèn dùng trí tuệ. Đại pháp giác chi, gần hỷ giác chi là những lúc đó mình nên nghĩ đến những cái gì mà làm cho mình vui trong thiện pháp đó nha. Rồi biết cái nào mà bây giờ tôi hỏi nè, lúc mà tâm mình nó bị xuống dốc thì mình nên tu tập hỷ giác chi. Như vậy thì hỷ giác chi là niềm vui phải không ạ? Vậy niềm vui nào nên có trong những lúc đó? Đâu, đâu phải phát xác định như vậy đó mới được. Rồi trạch pháp chi, cần giác chi là cái gì? Nói cụ thể hơn được không? Nói cụ thể thì nó rõ ràng hơn được không? Sự nỗ lực trong nó có hai cách trả lời. Một là sự nỗ lực ở trong tôi chính cần cố gắng đoạn trừ những ác pháp đã có, ngăn chặn những ác pháp chưa có, tu tập những thiện pháp chưa có và bảo trì những thiện pháp đã có. Đó là cách trả lời thứ nhất. Cách trả lời thứ hai, sự nỗ lực ở đây chính là chính là gì? Tức là tứ chính cần nè. Sự nỗ lực ở đây chính là tứ chính cần cũng có. Hoặc sự nỗ lực ở đây chính là sự nỗ lực trong tất cả các tâm thiện và tâm tốt trong trường hợp tu tập và bảo trì tứ niệm xứ. Không đi. Trời ơi, cổ phải nói, người ta nói rằng đàn bà, nhà ngoại giao và con cua giống nhau ở một điểm. Khi bò ngang, nó làm bò dọc. Rồi vậy đó. Là nhiêu nó giỏi rồi. Ha, nhiêu giỏi rồi. Để còn mình còn học nữa không? Còn nửa tiếng hồ nữa. Bây giờ nửa tiếng tôi ôm nha, mà đâu có nhớ gì đâu mà ôm chứ không? Thôi bây giờ tôi nhắc lại thế này. 37 pháp trợ bồ đề. Không, cái này là tôi giảng thôi. Cái phần này phần các vị nghe. Sở dĩ mà mấy hôm nay tôi hối thúc các vị phải học thuộc lòng di pháp là bởi vì tôi đang có cảm giác rằng một là tôi không còn sống bao lâu nữa, hai là các vị cũng sẽ sống không bao lâu nữa, thứ ba là lớp học của mình không kéo dài bao lâu nữa. Tôi biết trước gì đó. Cho nên vậy. Bây giờ thấy nó đã tới đây rồi mà nó chưa dừng có nghĩa là nó còn ốm nữa. Phải không? Nhưng mà một người mà lỡ như cô ba này, cô thành gì dự tính, cô vô lớp, cô vô dạy biết dạy cô đâu. Cô không có học. Dạy cô ngủ ngáp không? Cô ngáp cô ngủ. Ok.
giảng một câu. Tôi mà giảng một câu nghĩa là tôi phải luyện thêm cái tánh, gặp ai thì cũng chấp tay với cô mới giảng một câu. Tự nhiên cái ra chặn xe người ta trước cổng chùa, chơi một câu hộ người biết luôn. Sợ cô quá rồi. Mà cái lớp mình là đúng là lớp đá đó cô. Hồi đó cô biết nó nửa hội trường đó. Mà nó teo riết bây giờ cô coi, bây giờ nhìn nó ra nó như cô khô mực nha. Thì có thể đi thi á hậu cũng chưa chắc đậu, đừng có nói mà hoa hậu. Nên nó tuyệt hậu rồi chứ còn sao mà quá hậu, đoạn hậu, tuyệt hậu, vô hậu rồi, võ hậu. À, Tuyết Ánh Trần, cô nói Tuyết Ánh Trần mình chưa học hả cô? Chưa học hả cô? Cô Tuyết mình học chưa cô? Dạ? Học rồi hả cô? À, con Hương Liên mình học chưa cô? Tuyết Ánh Trần mình chưa học hả cô? Chưa? Tuyết Ánh Trần mình chưa học? Cố gắng ngăn chặn ác pháp chưa có, cố gắng đoạn trừ ác pháp đã có, cố gắng tu tập những thiện pháp chưa có, và cố gắng bảo trì những thiện pháp đã có. Bốn cái cố gắng này ta gọi chúng là tứ chánh cần. Ấy thế mà có kẻ trong thiên hạ đành lòng nhẫn tâm nói rằng chưa học. Cái đó cô có học đó chưa? Rồi sao cô nói chưa? Tử cái gì mà tử? Nó là cái lời định nghĩa cho chánh tinh tấn, tức là chánh cái ở trong mấy cái đạo đó. Đã nó tương tức mà, tương tức tức là sao? Tức là giận nhau à? Không, tương tức tức là cái này là cái kia à, tương tức tức là cái này nó tức là tương tức cái kia. Không mà vui với giải với cô, tôi mới thấy là hồi đó tôi giờ, nói chung là tôi tiếp xúc với mấy cô tôi quan hỷ lắm. Tôi càng lúc tiếp xúc với mấy cô tôi mới hiểu Phật nhiều hơn. Hồi đó tôi mới về Houston này, tôi dạy học, tôi nói Phật mình sao kỳ ta, thành Phật rồi từ bi nhiều mà tại sao mà vị nào thành Phật rồi cũng muốn niết bàn hết. Rồi sau này tôi mới hiểu rồi, thì cái mình giảng nó nghe nó mới hiểu, hỏi sống làm gì không hiểu. Mà mai là cái trí của tôi là cái trí bây giờ mới nhất. Chứ mà gặp cái trí của ngài hỏi ngài không nản gì được. Mà trong kinh quý vị biết không, chư Phật ba đời là Phật nào cũng vậy hết đó. Sau khi mình thành đạo rồi đều nản hết, không có muốn thuyết pháp. Vậy các ngài suy nghĩ rằng là các ngài nhớ mà nhớ là ta đã tu tập mấy chục A Tăng Kỳ, trăm ngàn đại kiếp mà để được cái trí tuệ như thế này, mình nhìn lại chúng sanh trời ơi đất hở gì đâu. Dạ. Nhưng mà cái lúc đó thì theo cái thông lệ chư Phật ba đời là chư Phạm Thiên mà xuống thỉnh ngay ngày mới bắt đầu ngày giảng. Mà nếu mà ngài là một người phạm như mình mà ngài viết những ký ngậm ngùi lắm. Bởi vì ngày xưa trước khi mà ngài thành đạo, ngài có hai ông thầy dạy thiền cho ngài. Một ông thì ổng tên là ông Alarakalama, ổng dạy cho ngài chứng tới cái tầng thiền vô sở hữu xứ cô lắm. Vô sở hữu xứ Bồ Tát chứng là tâm nào cô? Không, hai cái cô này không có ngon nghe tay chân. Cô lắm kìa. Tâm vô sắc giới mà nó ba hàng, cô muốn chỉ hàng nào cô? Hàng đầu tiên nó cái thứ mấy cô? Ở yên ngồi yên hết. Mình học, mình tôn trọng. Mình ở đây toàn nhà giáo, nhà sư phạm không, mà tại sao mà mình vi phạm mấy cái luật sơ đẳng đó vậy? Chỉ nhớ là ngày đắt còn hơn bốn cái này luôn. Hả? Suy nghĩ. Bây giờ cô mở cửa phi thuyền, cô bước ra nha. Rồi bắt đầu phải nhớ thôi. Cô chưa có đi ra khỏi, cô chưa có cởi được cái bộ đồ phi hành, cách gì cô nhớ được? Cô Tuyết. Cái ba hàng thứ này mà tại sao mà là cái này mà không phải cái này, không phải cái này, tại sao không phải cái này? Cái này tại sao ngài xám được cái này nhỉ? Cái đó là sao cô? Cô cứ nói gọn, tôi đâu có hỏi nhiệm vụ. Cô nói cái này của A-la-hán vậy thôi à. Thì ngài có một vị thầy, ngài là ông tên là Alarakalama, ổng dạy cho ngài chứng được cái tầng thiền vô sở hữu xứ. Rồi ngài ổng chỉ dạy cho ngài sơ qua cái thôi,
ngài đắc bằng ổng. Cái ngày đó ông thầy ông nói thế này: thầy có bao nhiêu học trò thì kể từ nay về sau con và thầy bằng nhau, cái uy quyền của con với thầy như nhau hết. Con ở lại với thầy. Cái ngày con hiểu tấm lòng của thầy, nhưng mà cái con tìm không phải là cái này, không phải là cái này, con muốn đi tìm cái khác. Đi lại gặp ông thầy khác, ông lẩm tên là ông Uddaka Ramaputta, ông dạy cho ngài cái tầng này. Mình gặp người ta là tới đó là đã mê chết rồi. Bởi vì mình bây giờ mình muốn thăng thiên độn thổ, hô phong quán vũ, đằng dân giá võ, rồi đi xuyên núi quá này quá kia đó nghe. Đại khái là cái kiểu mà tiên, mà kiểu mà bên Tàu á, tiên mà sống ăn nhân sâm rồi sống ngàn tuổi rồi đó. Những cái mơ ước đó của bên Tàu đó, là theo bên Phật giáo mình là mình có 8 cái này là mình đã đủ rồi. Đó là nếu mình tu bây giờ kiếp này mình chỉ tu hành bằng 8 tâm này là đủ để được những cái mà tụi Trung Quốc nó mê rồi, huống hồ chi cái này. Mà Bồ Tát ngày tới đây luôn mà ngày thấy biết rằng không phải cái duyên cái phước người ta cũng đại khái nói cách khác thế này. Con người như Bill Gates đưa cho ổng làm chủ một cây xăng không bằng lòng. Vì sao? Cái chí lớn và cái khả năng của ổng, tự nhiên ông nhìn cái cây xăng ổng thấy nó không có tới nơi tới chốn. Còn tôi cho tôi chiếc xe rác là tôi thấy cả một gia đài trong đó rồi. Cho nên là cái với cái khả năng của vị Bồ Tát như vậy thì người thấy rằng người phải lấy hết cái này, lấy hết cái này. Nhưng mà muốn lấy hết này thì mình phải bỏ 12 cái này. Còn mình thì sao? Mình bỏ 12 này mình tiếc. Cho nên là lấy cái này là mình trái quất luôn. Từ ở cái hàng này là trở xuống là coi như mình là rồi một cõi đi về, không có, không có. Mình là muôn đời dân Việt Nam, không bao giờ có. Bây giờ 12 cái này là 12 người tình của mình, mà làm sao mình bỏ được? Hả? Đâu có bỏ được. Không biết bỏ, nhưng mà nghe ai nói thiền thì khoe mê lắm. Thiền, ba cái là khá chí đó. Biết được tâm ông sư này, ông sư kia, có ông nhớ cô nào được chịu lắm. Nhưng mà 12 cái này còn giữ là thế rồi. Thưa, cho nên đừng có hồng. Đừng hồng phát giác được tôi. À như vậy đó, vậy là giỏi rồi nha, như giỏi rồi. Ráng tu học thêm, tôi muốn các vị về học thuộc lòng cho tôi. À, mai mốt tôi hỏi nha. Bây giờ dạ chị giờ ghi mấy cái câu hỏi này, ghi mấy câu hỏi, ghi câu hỏi sao là mình hướng được rồi. Tôi không có quên đâu, mình sẽ gặp nhau một ngày đẹp trời rồi đó. Ôn tập kỹ lưỡng để có thể biết chính xác vị trí các tâm và sở hữu, để có thể biết chính xác vị trí của các tâm và sở hữu trên bản đồ, trên biểu đồ. Các tâm và sở hữu trên biểu đồ. Biểu đồ là cái tấm này nè cô nhé. Cô ôn thế nào đó mà bữa nào tôi hỏi rằng tâm đại tố thứ 6 nó nằm ở đâu thì lớp mình trả lời được không? Đại khái như vậy nha. Hoặc là tôi hỏi sở hữu hoài nghi nó nằm ở đâu là mấy cô phải chỉ liền. Chứ mấy cô lúc đó mấy cô không có mà như mấy ông Tây Tạng thì đó là tôi gửi về Tây Tạng nha. Mình đây mình người Việt Nam nha, mình không có xài cái thứ tiếng kỳ cục gì. Mà nếu mà em nào mà dạy nhiều quá thì chỉ có hai cách: một đưa về Ấn Độ Tây Tạng, hai nữa là mua cho cái bình sữa vì em nó chỉ biết nói, hỏi cứ là bị bể. Chứ con người mình lớn rồi, mình không có cái vụ kỳ cục đó nha. Câu hỏi thứ hai: thuộc lòng chi pháp 37 pháp trợ bồ đề. Thuộc lòng chi pháp của 37 pháp trợ bồ đề. Hiểu không? Có hiểu câu hỏi này không? Tức là mấy cô phải trả bài là trả lời nhưng nhuyễn. Chánh cần là sao? Chánh định là sao? Như chánh kiến ở đây trong lớp có ai trả lời chánh kiến cho tôi nghe cho tôi đàng hoàng để tối tôi về tôi ngủ không? Chánh kiến. Phật tử đi chùa
Mà hỏi chánh kiến là gì? Làm cho giống như chánh kiến là không có tà kiến. Chánh kiến là trí tuệ hiểu biết về tam tướng và lý nhân nhân quả. Trời ơi, rồi có cái thằng đó nó đi học sử, nó ngủ gà ngủ gật gì thì ông thầy mới hỏi là ai đã giết Đinh Tiên Hoàng. Cái nó đang ngủ trò tí cái giết mình nó vậy thưa thầy, không phải em. Trời ơi, nó cứ tưởng là buộc tội nó giết Đinh Tiên Hoàng này nọ, nhưng mà chơi như vậy học ai giết Đinh Hoàng thì nó có phản xạ nó là nó nói phải nói rồi là rồi gì đó. Để ông thầy không phải nói em mà giết luôn mới lạ đó chứ không phải được. Chết được. Rồi. Câu thứ ba. Câu thứ ba. Hỏi hai câu thôi nha, hai câu thôi. Nó nói như thế này. Là hôm trước tôi có một cái ý, bởi vì tôi đang cho đánh máy và tôi sắp phát hành nội dung của Trung Bộ và Trường Bộ Tam Tạng, gồm có ba tạng, tức là tạng kinh, tạng luật và tạng vi diệu pháp, tức là A Tỳ Đàm mình đang học đây. Thì tạng luật coi như quý vị muôn đời không có rớt tới, bởi vì các vị là cư sĩ, quý vị nghe kịp chưa? Còn tạng vi diệu pháp thì các vị đang học. Còn tạng kinh á thì gồm có năm bộ: Trung Bộ, Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng và Tiểu Bộ. Từ ngày những ngày ở Việt Nam tôi đã dạy và đã soạn xong. Dạy tới đâu soạn bài tới đó. Mà dạy bằng miệng. Tôi chỉ đọc sách rồi tôi soạn miệng dạy tới chỗ giống như thế này. Dạy không có sách. Tôi dạy xong Trung Bộ và Trường Bộ rồi. Và sau này khi tôi đi bên nhà có gửi qua cho tôi hai cái đó. Bây giờ tôi đang nhờ ta đánh máy để mình nay mai mình in cái đó. Và trong phòng của tôi bây giờ tôi đang làm dở dang cái phần Tương Ưng Bộ Kinh. Có nghĩa rằng là trước ngày tôi đi học tôi phải hoàn tất được kinh tạng, coi như sau này tôi không dám nói rằng tôi là một vĩ nhân, một VIP, nhưng mà đại khái là trong giới học Phật nếu đọc kinh tạng thì tôi đã có một đóng góp rất là lớn cho những người đó. Và tôi nghĩ rằng các vị không có thời gian đọc kinh tạng thì các vị nên đọc cái đó. Cho nên tôi rất là muốn hướng dẫn các vị đọc kinh tạng dưới ánh sáng, dưới cái lăng kính của A Tỳ Đàm. Các vị nghe kịp không? Tại các vị đừng có một cái nhầm lẫn đáng tiếc rằng là tạng kinh và tạng vi diệu pháp nó khác nhau, không phải. Tạng vi diệu pháp mang nội dung giải thích những gì đã được Đức Phật nói đến một cách ngắn gọn trong tạng kinh mà thôi. Bởi trong tạng kinh Đức Phật ngài nói thế này, như nãy tôi đọc đó: này các tỳ kheo, những gì mà bậc đạo sư cần phải làm đối với các đệ tử bằng tấm lòng bi mẫn, bằng một cái tình thương sâu sắc, thì ta đã làm cho các ngươi rồi. Ta đối với các ngươi là một vị thầy không có nắm giữ bàn tay. Những gì cần phải dạy cho các ngươi gồm có tứ nghĩ túc, tứ kinh cần, tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Đó là những pháp mà ta đã dạy cho các ngươi, và các ngươi cần phải thực hành, cần phải tu tập một cách nghiêm túc để đem lại lợi ích cho bản thân mình và chư thiên nhân loại. Trong tạng kinh nói như vậy thôi, trong tạng kinh ít có giải thích sâu, ít giải thích rõ ràng như ví dụ pháp. Các vị nghe kịp không? Thì mình học vi pháp để mà mình có thể đọc tạng kinh một cách dễ dàng, chỉ vậy thôi. Chứ vi pháp và tạng kinh có một nội dung hoàn toàn nhất quán, không có có đối lập với nhau. Thì cho nên là tôi có một cái ý, tức là bên cạnh cái giờ vi dụ pháp thứ bảy mình học vi dụ pháp theo siêu trì sắp xếp, thì quý vị nào có nhu cầu học về Trung Bộ Kinh thì chúng ta sẽ học Trung Bộ Kinh vào ngày Chủ Nhật, hoặc là thứ bảy các vị tới sớm một chút xíu, tức là 5 giờ mình học, 5 giờ 7 giờ mình học vi diệu pháp á, thì 3 giờ mình học tạng kinh, mà học tạng kinh 1.5 tiếng thôi, nghĩ ra lâu nữa đi, chịu khó đi tới chùa 2 tiếng trước đi. Thì tôi dám đoan chắc với các vị một điều rằng các vị học vi diệu pháp, tôi không dám nói cái khả năng của tôi, bởi vì tôi chưa bao giờ tôi tự khen tôi, các vị thấy mà tôi khiêm tốt dễ sợ lắm. Thì tôi nghĩ rằng các vị học vi diệu pháp có lẽ vì dễ ngán học tạng kinh. Những bài kinh đó là những vấn đề tôi học rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và nếu nó được ghi âm thì các vị chỉ việc bỏ vào trong xe mình đi nghe dọc đường thì bảo đảm bị thiết kế liên tục, bởi vì nó lo nghe không có thấy cái bản chỉ đường là rồi. Ngài Bố Vương mới bị 2 cái đó. Cái mặt buồn hơn vợ chết nữa. Rồi một cái ở Bủ Môn với một cái Houston. Bây giờ vấn đề nó là vậy đó. Tôi sẽ hướng dẫn cho các vị một lớp Trung Bộ Kinh.
Và nếu nhân duyên cho phép, sau khi mình học xong và vào một ngày cứ trung bình một tháng như vậy, tôi sẽ bỏ ra một ngày để hướng nghiệm, một nửa tháng hoặc là một tháng mình sẽ có một buổi hội thảo về thiền, thiền tứ niệm xứ thông qua cái lăng kính của vi diệu pháp. Tức là các vị sẽ có khái niệm. Và các vị hãy nhớ rằng nó có hai điều mà tôi muốn nhắn gửi cho các vị ở đây. Thứ nhất, tôi không phải là thiền sư, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ san sẻ tận tình và hết lòng cho các vị những cái kiến thức của tôi về thiền học Phật giáo Nguyên Thủy. Điều thứ hai nữa là dù chúng ta ở lứa tuổi nào thì thiền vẫn là cái gì đó hết sức là sinh tử. Bởi vì mình cũng rõ mình đi lúc nào. Và tôi rất là ghét cái chuyện mà bệnh mà mình bình thường mình không có trang bị gì hết, mà tới lúc mà bệnh mình nặng nề, hấp hối, yếu đuối, tâm tình nó leo lét, mà mấy sư tới tụng kinh tôi nói thật, tụng tôi không có tin. Chẳng thà bình thường đi học thiền, học vi pháp, học Phật pháp nắm thì chắc lúc tới chỉ lại gần mấy sư chỉ việc nhắc sơ thôi, nhắc ồ cái đồ tạm bỏ đi, mình đang đau đớn mà nó ồ cái thân tạm, nỗi đau này cũng là của tạm. Mà nếu mình có học Phật pháp rồi, mình chỉ nghe chữ tạm nó là mình thấm thía vô cùng. Còn mình chưa học mà nghe tạm cái mình nghĩ bụng mình thấy ổng còn khỏe, ông nói vậy chứ nó cũng đâu tạm. Nó khác nhau, nó khác nhau vậy đó.